Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với máy chế biến gỗ Đại Phúc Vinh để tìm hiểu về công nghệ sản xuất nội thất công nghiệp mới nhất hiện nay. Trên màn hình của chúng ta hiện nay là máy CNC Nesting. Chiếc máy này sẽ có công dụng để cắt chia ván theo bản vẽ. Ngoài ra, máy còn có chức năng khoan mặt để khoan ốc liên kết. Máy sẽ khoan mặt trước, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu một chiếc máy để khoan cạnh sau. Tất nhiên, chúng ta sẽ có một chiếc máy CNC vừa khoan mặt vừa khoan cạnh. Và đây, trên màn hình của chúng ta là máy khoan cạnh tự động. Chiếc máy này sẽ khoan theo bước được tính toán sẵn, cài đặt sẵn, hoặc khoan dò theo lỗ mặt đã khoan. Đó là một chiếc máy rất là hiện đại. Và quy trình sản xuất nội thất gỗ công nghiệp của chúng ta sẽ thay đổi từ việc sử dụng máy cơ bản trượt và máy khoan liên kết, chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng